quý vị và các bạn, tự động hóa đang ngày càng phát triển mạnh và trở nên phổ biến. Việc ứng dụng tự động hóa trong sản xuất giúp các doanh nghiệp tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm nhân công và hạ giá thành. Điều này đã thôi thúc các nhà sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau chuyển đổi dần sang xu hướng tự động hóa. Và lĩnh vực sản xuất nước đóng chai, đóng bình cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu này. Vậy tự động hóa dây chuyền sản xuất nước đóng chai, đóng bình đem lại lợi ích như thế nào cho người kinh doanh? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Tự động hóa là việc áp dụng hệ thống thiết bị máy móc hiện đại vào trong sản xuất. Đây là xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, giúp tăng năng suất lao động, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với các đơn vị trong nước và nước ngoài. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, việc áp dụng hệ thống thiết bị máy móc tự động được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và chủ động áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Hiểu được nhu cầu và tầm quan trọng của tự động hóa đối với doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, là doanh nghiệp tiên phong chuyên cung cấp hệ thống thiết bị máy móc tự động hiện đại cho ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống như dây chuyền lọc nước, máy chiết rót, máy thổi. Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An đã nghiên cứu và tư vấn các phương án tự động hóa phù hợp với từng mô hình kinh doanh của từng khách, đồng thời là đối tác giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu hóa chi phí. Cụ thể là giải pháp kết nối trực tiếp máy thổi vỏ chai, vỏ bình với hệ thống máy chiết rót và các thiết bị phụ trợ khác, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hoàn toàn quy trình sản xuất nước uống một cách tự động khép kín. Điều này giúp chất lượng sản phẩm đầu ra luôn được đảm bảo, nâng cao hiệu suất, về lâu dài giúp giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Ở thời đại 5.0 này thì các doanh nghiệp có xu hướng là người ta đưa tự động hóa vào quá trình sản xuất, nhất là nước đóng chai, đóng bình. Cho nên là cái việc tự động hóa này nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng năng suất, tăng chất lượng và hạ giá thành. Việt An chúng tôi đã đáp ứng cái nhu cầu này bằng cách là luôn luôn cải tiến, luôn luôn là tiếp cận với công nghệ mới để đáp ứng cho khách hàng cái chuyện sử dụng một dây chuyền sản xuất nước đóng bình, đóng chai tự động hoàn toàn từ A đến Z. Họ sản xuất ra sản phẩm đóng gói, lên công chỉ có 1 đến 2 ngày làm thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng là đây là yếu tố mà doanh nghiệp chúng tôi có ưu thế trên thị trường. Và chúng tôi đã cung cấp rất nhiều sản phẩm này ra thị trường rồi và luôn luôn cải tiến mẫu mã để khách hàng hài lòng hơn. Khi sử dụng hệ thống thiết bị máy móc hiện đại như dây chuyền lọc nước, máy chiết rót, máy thổi tạo nên quy trình sản xuất nước đóng chai, đóng bình với nhiều công đoạn tự động, giảm thiểu tối đa vai trò của con người trong hoạt động sản xuất. Trong đó, dây chuyền lọc nước RO giúp lọc ra hàng nghìn mét khối mỗi giờ, nước đạt tiêu chuẩn QCVN61/2010 của Bộ Y tế. Hệ thống máy chiết rót tự động thương hiệu Glory công nghệ Italy giúp định lượng nước vào chai, bình chính xác, đồng đều, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh cung cấp ra thị trường. Hệ thống máy thổi vỏ tự động giúp tạo ra hàng nghìn vỏ chai, vỏ bình để kết nối với hệ thống máy chiết rót nhằm chủ động và ổn định tiến độ sản xuất. Hiện nay, ngành thực phẩm đồ uống đòi hỏi rất cao về tính an toàn và vệ sinh. Vì vậy, sử dụng thiết bị máy móc để có quy trình sản xuất hiện đại, tự động, khép kín là điều vô cùng cần thiết. Điều này giúp tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo nên sự chuyên nghiệp và xây dựng được niềm tin với khách hàng. Hòa vào xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 5.0, công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm chúng tôi đã ứng dụng các thành tựu của tự động hóa vào trong sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình mang thương hiệu Dầu Ăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp dây chuyền máy móc thiết bị là công ty Việt An. Việc áp dụng tự động hóa vào trong sản xuất đã mang lại những lợi ích cho công ty như tối đa hóa về sản lượng trong sản xuất, tối ưu về chi phí, giảm thiểu các rủi ro về chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động cháy nổ cũng như là về môi trường. Thông qua đó sẽ đạt được các tiêu chí về sản xuất, kinh doanh cũng như phúc lợi xã hội mà công ty đã đề ra. Tùy thuộc vào quy mô hoạt động, nhu cầu của đơn vị mà có thể đầu tư dây chuyền lọc nước, máy chiết rót, máy thổi tự động hay bán tự động với các công suất khác nhau để tạo nên dây chuyền sản xuất nước đóng chai hiện đại và tự động, sản xuất ra những bình nước, chai nước chất lượng cung cấp ra thị trường. Ngoài dây chuyền lọc nước, máy chiết rót, máy thổi thì Việt An còn cung cấp rất nhiều các thiết bị phụ trợ khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như máy thả nhãn, máy co màng, máy in hạn sử dụng, máy đóng thùng để các đơn vị sản xuất có thể tạo nên dây chuyền sản xuất nước đóng chai, đóng bình tự động hoàn toàn không cần đến nhân công lao động. Với phương châm tất cả vì lợi ích của khách hàng, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An không ngừng học hỏi, đẩy mạnh nghiên cứu và cập nhật công nghệ tiên tiến trên thế giới, đón đầu xu hướng nhằm mang lại những giải pháp tự động hóa dây chuyền sản xuất nước đóng chai, đóng bình nói riêng và sản xuất thực phẩm, đồ uống nói chung.